vậy yeah. sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Uh, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập à, uh, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng học đến tập 77. À, uh, ngày nào chúng ta cũng học tập như vậy. Người học người nghe Đây là những người gây dựng tính nguyện kiên cố Nhớ quý vị Được giảng sanh hay không là do tính nguyện kiên cố hay không Nhớ Giảng sanh hay không là do tính nguyện kiên cố hay không Tính nguyện khi đã kiên cố rồi Thì câu vật hiệu này sẽ chăng thật niệm đi và cực kỳ thích niệm chỉ cần nơi nào thấy danh hiệu ai với đạo phật nam mô với đạo phật hoặc nghe danh hiệu phật là trong lòng cảm thấy vui sướng khi cái tâm quý vị mà phát lên như vậy là tức khắc phước báo nhân viên quý vị phát triển dày liền Nhớ. quý vị để ý người nghe pháp đại lão hòa thượng tịnh không người ảnh hưởng từ đại lão hòa thượng tịnh không và chưa tổ sư thì đa phần là người Thích tu duyên tu phước Và cái góc độ tu phước tu duyên của quý vị cực kỳ sâu luôn Dùng đa dạng phương tiện thiện xảo Để tu phước tu duyên Thí dụ những đức nói Có những ngôi chùa Không có thiết pháp Không có thờ khóa tu gì Ổn định hết Người ta đi đến chùa Người ta ào 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 xong Người ta ăn uống cái gì xong rồi ta đi mất tiêu quý vị biết rằng Phật pháp là nó một nền giáo dục vì bây giờ thí dụ như cái người ở trong chùa đó họ dù là không có thiết pháp gì đi nhưng mình nói một công đoạn mình ghi một công đoạn chính nhất quan trọng nhất trong vòng khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi mình đọc lên mình nói lên mình đọc cũng được thu âm lại hoặc là mấy cái TV thu hình luôn đọc lên mình để ngay cái nhà ăn cái gì đó. những giờ nào cao điểm nhất mình bật lên mà càng ngắn thì càng đặc sắc hơn tại nó cốt lõi cho cái thời gian người ăn nó họ nghe được nhắc về cái việc đi chùa nhắc về mình là đệ tử của Phật nó có những việc gì cần thiết làm Và những việc gì không cần làm Người ta đi đến chùa cái người ta ít gì người ta cũng được lợi ích Mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái sai chứ Và bất cứ một cái Môn phái nào Nó cũng có cái sai Mà cái biết xây dựng sửa sai Nó là điều hay Nhớ Sai thì ông ai cũng có cái sai Từ xưa giờ không có một cái Mối đạo nào mà không có cái sai Có Nhưng mà mình biết xây dựng lại Mình biết điều chỉnh lại Mình biết học tập lại Để càng ngày nó càng tốt Việc này rất là đặc biệt quý vị Nên mỗi một người Chỉ cần có tâm tu phước tu duyên Thì đặc biệt dữ lắm Dùng đa dạng phương tiện thiện xảo Để tu phước tu duyên luôn Còn nếu không thì mình chỉ gieo duyên chúng sanh bình thường Chứ mình không có bao giờ gieo duyên Phật Pháp cho người ta Thí dụ như giờ người ta đến chùa đồ này kia à Có đoạn Pháp ngắn mình bật lên thường xuyên cho người ta Nghe được câu nào người ta nghe Còn những giờ lúc bình thường mình, mình để cái điệu Nam Mô với Đạo Phật vậy đó Điều niệm Phật của ai mình để tùy mình Khi người ta vô người ta ăn uống cái gì ta cũng nghe được có Phật hiểu Gieo cái duyên đắc độ về sao cho người ta Nên một con người mà mình gặp một cái hình ảnh gì đó mà mình thích Là mình đã từng gieo cái duyên hình ảnh đó Mình đã từng gặp một con người nào mình thích hay không thích Là mình đã từng Gieo cái duyên với người đó thuận duyên hay nghịch duyên Mình đã biết cái nguyên lý này rồi thì tự nhiên mình gieo một bài kệ một bài kinh một câu phật hiệu hay một lời pháp cho chúng sanh người ta được nghe khi được nghe là đã gieo cái chủng tử phật mà chủng tử phật đã được gieo thì một ngày nào chắc chắn đã nhăn thì nhất định có quả chắc chắn Ví dụ như đại lão và thượng tình không ngày đi đến quán cơm chay ngày ăn vậy mà ngài nói rằng khi ngài tặng chuỗi ngài đưa chuỗi cao lên để cho những người, người, ta nhìn thấy để ta nghĩ những người này niệm phật Vừa nghĩ vậy thôi là gieo cái chữ Phật vào tâm người ta Rồi nghe nói rằng khi ngồi ăn cơm Chai hay gì xung quanh đó, Người, người ta cũng ngồi Mình là người tu, người tu là bộ đàm đạo Hỏi qua hỏi lại nhau Hỏi như cái chuyện thế gian, hỏi chuyện nhà Sao dính đi gan người ta Hỏi Hoặc là hỏi và hôm tôi nghe nói anh Tư, anh Năm gì Vì bệnh ung thư Mà hôm qua tôi thấy ảnh sao xác diện tốt quá anh ở bộ anh chị bệnh này, kia hết thì sao mình hỏi vậy mà người kia bắt đầu nói Ô, nhờ đi chùa niệm phật nghe pháp mà sao cỡ mở tâm tư này hết bệnh công nhận hay thiệt mình nói là những điều đó những người ngồi bên cạnh lắng nghe cái tâm của mình nghĩ yêu viên phật pháp cho người ta bởi vì vị coi như ảnh hưởng từ đại lão và thượng tình không giảng pháp mà cái tâm những đứa cũng thích kết duyên thù thắng chùa xung quanh bắt điều niệm phật quý vị đi xung quanh cái lan can mà đại tùng lắm vì thấy để năng lượng niệm phật ngoài đường kẻ đi ra người đi về kẻ đi tới đi lui chạy xe ngày nào cái đoạn đường nó biết bao nhiêu người mà nghe câu phật hiểu mà nói đó. nên từ nơi đó cái tâm mà kết duyên ấy, là cái người tu tịnh độ những đức nói duyên người ta kết thù thắng ấy lắm mình đi đến thế gian này người mình độ được mình độ người không độ được kết duyên chăng thật mà làm đi từ nơi đó mà mình gặp pháp môn tịnh độ mình biết Pháp môn này là pháp môn đại thù thắng Mà cái thành tựu cái pháp này là mình phải gây dựng tính nguyện cực kỳ mạnh Và phải niệm Phật làm sao mà cảm giác mình càng thích niệm Càng niệm càng thích phù hợp với bộ nguyện Chí tâm tin ưa Chí tâm là một câu vật hiệu chân thật mà niệm tin ưa là càng niệm càng thích chứ gì Ưa ừ mà ưa thích Nên từ nơi đó người niệm Phật càng niệm càng thích Tự nhiên mình đi đến đâu mình cũng thích kết duyên câu vật hiệu cho người ta Cuộc đời những đứa cung từ tu duyên tu phước mà ra gì chứ đâu Chân thật nhiệt tình làm Nên từ cái năng lượng niệm Phật Đèn bông sen Mình để những chỗ đủ duyên Kẻ đi qua người đi lại ai cũng được nghe những đức nói rằng đeo chiếc máy niệm phật này mà đi đi vô trong chợ đi một vòng thôi độ bao nhiêu chúng sanh độ bao nhiêu chúng sanh luôn còn thí dụ như đoàn xe mà đi tu này kia đi Lựa những bài pháp nào như đức giảng nhân sinh Mình bật lên có khi Mình đổ được ông tài xế Với cái thằng đi làm lơ Chứ xe của họ mình thuê Cái giờ đó mà mình phải Sử dụng cho xứng đáng đó Đi giết rồi ông tài xế thằng làm lơ này ảnh hưởng luôn Dù họ không ảnh hưởng Họ cũng được gieo duyên rồi đó. Nên từ nơi đó mà mình có cái tâm gì đó là Mỗi một cái tu phước tu duyên Quý vị không bao giờ bỏ cuộc gì 100% không bỏ cuộc nơi sạp buôn bán bán đồ đạc này kia lúc nào cũng để cái máy niệm phật ngay chỗ đó đó ai cấm mà để cái máy niệm phật cái vị mua mua kệ vị chứ tôi để cái máy niệm phật có được không nhưng vì vị tin không một trăm phước duyên của cái sạp vị càng ngày càng lớn buôn bán càng ngày càng càng đắt khách đơn giản là cái người đi xin chứ cần đeo cái máy niệm phật của những đức này Bây giờ ngồi để xin đi Bắt điều niệm Phật lên để vậy đó Vì coi cái người đi xin nó được cho tiền nhiều nhất Đây là mình nói về cái lợi ích Nhất thời cho người ta luôn Bây giờ kết duyên cho người ta lợi ích Được một chút gì thì được lợi ích à. Chứ đâu phải là mình nói Bây giờ mình độ người đó phải làm Phật mình mới làm Còn mình kết duyên mình không kết bậy Này bậy Cái gì nó cũng có Từ tốn của nó chứ. Giống như bây giờ mình cứu người này Người này sống được 5 ngày mình cũng cứu Sống thêm ngày mình cũng cứu Chứ đâu phải là bây giờ sống thêm ngày Sống 5 ngày mình không cứu người ta Hoặc là bây giờ người này gần chết Mà họ bây giờ họ té xuống dưới sông Nó ô nó gần chết rồi mà để nó chết đại đi Bậy Dù nó gần chết nhưng bây giờ nó té xong là nó chưa chết Nên bản thân mình phải cứu nó lên Vì nó chưa có chết Mình cứu lên rồi nó chết thì cái phước duyên mà mình cứu một con người nó cũng viên mãn Cái tâm đó phải có vậy à Phải nhớ đó Nên mỗi một con người mình phải nhận thức được Vì thì cái tâm mình tu hành nó càng ngày Nó càng mở rộng tâm lượng Tâm lượng của người nó càng mở rộng ra Câu vật hiệu này là đại phước báo nhân viên lớn Người muốn tu đại phước báo nhân viên Hãy gầy dựng ngay câu vật hiệu này đi Gây dựng ngay câu vật hiệu này đi Mình niệm có vật hiệu này viết tâm lượng mình mở rộng ra Mình thấy rằng cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi Có cái gì ở trong cuộc đời này mình cầm theo khi mình chết đâu Chỉ có phước hay tội mình cầm theo thôi Bạn không cầm phước thì cầm tội Mình dạy gì mà đi cầm tội lỗi đi theo đi đọa lạc Con người thì chắc chắn rằng Ai cũng có cái sai Nhưng tu học rồi mình hiểu sâu nhân quả phải gây dựng cái tâm mạnh nhất đó là niệm phật cầu sanh cực lạc nhớ nghe hôm qua nhà đức gặp cái cô đó cô gặp nhà đức nói dạ thưa thầy con niệm phật mà con nghĩ đến việc con bắt hiếu với cha mẹ đúng là càng tu so với con lãng lòng cũng chán quá thầy cho con lời khuyên như đức nói Bây giờ bà cứ nghĩ tương lai bà đi xuống dưới địa ngục với đi Thì bây giờ bà siêng tu liền bắt hiếu với cha mẹ thì bà đọ 18 tầng địa ngục luôn Bây giờ bà nghĩ tương lai bà đi xuống 18 tầng địa ngục, quỷ sứ nó xử lý bà Nó chặt tay chặt chân, cắt cổ, mổ bụng bà nó Lột da bà Gút găng Hớt môi, cắt lưỡi Cầm Cái chai sắt nó đập Banh đầu, banh cổ không? nghĩ gì đi. Thì tự nhiên bây giờ bà muốn giảng sanh không? Muốn niệm Phật giảng sanh không? Bà không giảng sanh bà đọa địa ngục. Bà không giảng sanh thì bà đọa địa ngục. Bây giờ tùy thôi à. Xây dựng lại. Bây giờ mẹ cha già lớn tuổi rồi. Về nhà khó khăn. Bản thân mình nghĩ tương lai mình già như mẹ cha mình khó khăn gì Mình cũng bị con hát hủi đuổi xua chữ mắt. Mình chịu nổi không? bà nghĩ gì thôi bà sửa đâu đó làm liền có bảo sửa thôi tỷ Đấy không? Đấy, đưa ra phương hướng còn cái chuyện hôm qua mình chửi da mắng mẹ hôm nay mình giác ngộ rồi thôi từ hôm nay mình quyết định sửa việc này phải làm á chửi da mắng mẹ là phải sửa liền đó. nếu không phước báo nhân viên mình không có đủ đâu mình hết phước khỏi hỗn ẩu cha mẹ là tội lỗi lớn nhất dù cha mẹ có làm điều sai quấy gì bộ bằng làm con làm tròn trách nhiệm chứ không có không có học theo mà cũng không bao giờ hận thù cha mẹ cái này phải nhớ có một cái cô hình như là cổ mang thai đâu 7 tháng mà bây giờ bác sĩ nói là đứa con này dị tật xanh ga lục căng không đầy đủ giống như mắt tay hay mắt chân hay là lé hay mùi vậy đó. cô đến hỏi như đức bây giờ không phải làm sao nhưng đức nói nó còn sống thì phải sinh nó ra còn sống thì phải sinh nó ra nghe không cũng là một sinh mệnh từ đây tới ngày sinh cô chân thật cô niệm Phật đi Cô nương vào câu Phật hiệu cô chân thật cô niệm đi Chân thật niệm rồi lễ viết Bồ Tát quán thế Âm cô đến cô lại quán thế Âm Bồ Tát Bốn ngày chân thật cầu nguyện Con sinh ra mẹ tròn con vuông Để cho người ta tăng tính tâm tính nguyện <laughs> Chân thật làm đi Nhiệt tình hết mình từ khi nó chết rồi Còn bây giờ nó còn sống Nó là một sinh mệnh Không được bỏ nó nghe không Không được bỏ Nhưng Đức mới kể câu chuyện mà Hai cái đứa bé trên thành phố Mà bác sĩ nói là hai đứa bị dị tật Bà mẹ này nghe như Đức giảng Chăn tật bà niệm Phật luôn Tha thiết niệm Phật Khi sanh ra hai đứa con Có bị phía tật gì đâu Hai đứa đẹp quá trời luôn thằng trai đứa gái Đúng không mình phải tin phật bồ tát chứ bây giờ từ hôm nay phát tâm ăn chay trường từ bây giờ tới ngày sinh luôn rồi niệm phật chân thật nghe lễ vía quan âm bồ tát của nay 11 còn có năm ngày nữa nó lỡ dự khóa lễ đi chân thật nhiệt tình hết mình nghe pháp niệm phật lễ quan âm tha thiết hết lòng cầu nguyện phật bồ tát gia hộ cho con con điều chỉnh cái nghiệp từ khi trong bụng tha thiết chân thật làm đi ai mà đi lại qua Bồ Tát là lợi chùa mình một cái là quy xuống phát nguyện liền Phật Bồ Tát gia hộ cho con chiến này đi lại hai ngàn lại Bồ Tát quán thế âm và nghe pháp lúc nào cũng phấn chấn tỉnh táo khỏe mạnh mọi việc tốt đẹp cho con lại hai ngàn lại quán thế âm Bồ Tát cầu cho tất cả chúng sanh bình an vô sự cầu cho tất cả người chết được siêu thoát à. cái tâm nó chân thật mà phát nguyện đi chân thật phát nguyện làm cho bằng được không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lắp biển quyết chí ắt làm nên Nói mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này quý vị hôm nay người ta sai mình bỏ người ta từ khi người ta không có muốn sửa sai thì thôi mình tùy duyên vô đoàn thể quậy vá quá còn họ sai rồi họ muốn sửa sai mình nên cho họ cơ hội nên cho họ cơ hội Cả đời có người mình cho người ta cơ hội Cũng như mình cho mình cơ hội Không có tiệt đường người khác Từ đó tới giờ Chưa có một người nào mà đi ra khỏi chùa mình Những đức dù có la gầy gì Có nói gì Nhưng chưa bao giờ quay lại mà những đức không cho ở Chắc chắn vì chưa bao giờ Những đức không cho ở Từ khi cái người này Mới bị biết rằng họ kinh khủng lắm Chùa có một cái cô Cô kinh khủng lắm suốt mấy năm chờ có đến chùa mấy điểm chùa mình có ở mà có ở vị trí nào cô cũng rất rối kinh khủng mà suốt mấy năm những đức điều chịu đựng được rồi tiếp tục mới cho đi nữa mấy thầy bên kia cho đi kệ cái đi vòng đi rồi lang thang khổ đau te tua có dịp quay lại thì có cơ hội chân thật mà sửa đổi thì có cơ hội còn hết phước hết duyên thì khỏi nói gì nữa vậy hết phước hết duyên rồi nói gì nữa giờ Thấy không nên con người mình cho người ta cơ hội là mình đang cho mình cơ hội mình tiệc đường người ta là mình cũng đang tiệt đường mình chúng ta là chúng sanh trong lục đạo bữa nay người ta sai ngày mai mình sai mình còn là phàm phu mà làm sao đúng hết được bữa nay người ta sai ngày mai mình sai bữa nay người ta sai mình cười người ta ngày mai mình sai ai cười mình bữa nay mình chỉ tay người ta ngày mai người ta chỉ tay mình mình học đạo là gì? Là khoan dung tha thứ Có một Gia đình này Phật tử Có đứa con gái Nó Quen bạn Xong nó có bầu Thằng thằng bạn bỏ mất tiêu Cha mẹ nói với đứa con gái Thôi con được rồi đây cũng là nghiệp viên của con con dạy thì cái mang mẹ cha không có trách gì con ý. nuôi con đàng hoàng sinh đẻ nuôi cháu của mình đàng hoàng con từ hôm nay con đàng hoàng cha mẹ đều tha thứ cho con con một lần bị như vậy là một lần kinh nghiệm con nhớ như thế học đạo vì thấy giải quyết vấn đề thấy gọn gàng không còn người thế gian thì bây giờ thương con vô cùng Nhưng con mình lỡ dạy gì đấy. lôi ra chửi, đánh Con mình Nó đã vậy rồi mình chửi, mình đánh nó được cái gì đấy Mình khoan dung mình thương con mình Người ta không đồng ý thì mình xin Nuôi dưỡng xin ra Lấy họ bên mình luôn Nó không cần mà Tạo ra nó không cần thì nuôi xong lấy họ bên mình luôn Nhà mình nuôi lấy họ mình Lấy họ mẹ Gì được Lấy cái nền giáo dục của ông bà cha mẹ Của mẹ Đi, đi dạy con Còn nói với con mình không bao giờ hận thù cha mà gì Nhưng cái hành động nó đừng học Nhớ chưa Quý vị thấy biết tu giải quyết vấn đề thế giới Quý vị nói dung dưỡng gì thì người ta càng hư Những đứa nói với vị nghe nhé. Con người nó đều có cái nghiệp chiêu cảm Khi mà con người nó không có cái nghiệp này Vì muốn hư hư cũng không được Con người có cái nghiệp này Dù quý vị thấy con người đó rất là tốt Nhưng nó hư là nó hư Vì nó có cái nghiệp này thì nó sẽ hư Mình chưa đủ khả năng để chuyển nghiệp mà Mình bị nghiệp chuyển thì mình hư chứ làm sao Nên Phật Pháp là gì? Là tha thứ đó quý vị Các đời học Phật là học cái gì? Học tha thứ ví dụ như giờ tâm từ bi của mình đi mình nhìn mình mở rộng ra có người này dù họ còn sai nhưng họ có tổn hại gì tới công chúng cho cái đại chúng trong chùa gì hết thì mình dạy họ từ từ còn có người này từ khi họ tổn hại công chúng quá lớn thì mình theo đó mình sắp xếp Đấy không? mình phải biết cân bằng làm sao phù hợp thì tâm từ bi mình rất là lớn Nên nhà Đức thường dạy các cháu nhỏ Chơi game, nghiện game, đồ này kia là các con có thông minh đâu Đi làm cũng bị ta đuổi việc Thức khuya chơi game, giết con người lờ khờ Không ai dùng con người gì Ai cũng thích dùng người phấn trắng, tỉnh táo Giống Phật tử về chùa thấy như Đức tỉnh táo, phán trắng gì thích Chứ gặp như Đức mà mệt mỏi, ngủ gà, ngủ gặt có gì thích sao nổi Hiểu không? Nên con người tu hành của mình lúc nào cũng phải phấn chắn ví dụ như cái, chánh điện mờ 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 đèn vì vô chánh điện tu là mệt mỏi lắm, buồn ngủ nhưng vì vào chánh điện mà sáng đèn sáng rực rỡ vì vào vì tu cũng đặc biệt hơn vì thì một con người tu mà sáng sủa bị dễ độ người hơn là mình tu mà nhìn thấy tối tăm đúng không một trăm luôn nhận thức gì thì tâm từ bi mình mở ra liền cho nói gì vậy tâm từ bi mở ra liền tâm mở rộng tâm ra lòng thanh thản an vui tự tại đời thông không giống sống không giận không hờn không quán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên theo kịp ánh ban mai sống trang hòa với những người chúng sống sống là động nhưng lòng không bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương sống yên vui danh lợi mãi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vãng biến có nghĩa là cái cảnh đời này muôn biến dạng hóa, mình sống trong cái cảnh đời này mà mình lại chủ tâm vào ngay có vật hiệu, thì gọi là tâm bất biến giữa dòng đời và không biến. cái tâm mình dù có nó lao đầu này lao đầu nọ, nhưng mà mình luôn luôn mình có chỗ an định, nên niệm Phật là định một một chỗ ngay có Phật hiệu. dù mình còn sai, mình còn lỗi lầm nhưng mình vẫn niệm Phật, siêng năng niệm Phật, định ngay có Phật hiệu thì có kết quả. giống như nhà Đức thường khuyến Chùa mình có một hoàn cảnh bình yên đặc biệt Vì những Phật tử có gia đình ngoài đời khi mình có mang vì đi dù chùa vì tu để dưỡng thai niệm Phật tu hành nghe kinh kệ nghe pháp vì vui vẻ để dưỡng đứa con này sau này sinh ra là một Phật tử người biết tu để hộ trì tham bảo ngày xưa ta nói thai giáo Bây giờ thai giáo mình phải có một hoàn cảnh bình yên và hoàn cảnh thanh tịnh Nghe Pháp niệm Phật tu nhân tích đức Người làm mẹ vậy sao này sanh con ra con sẽ tốt Con rất là tốt Rồi lúc gần đẻ về nhà đẻ vậy thôi Mà lại vô chùa mình nghe kinh kệ niệm Phật này kia cũng không có gần chồng mà để khởi những cái tấm này tấm nọ từ nơi đó mà sinh con ra con rất là tốt người mẹ cha này là phật tử mình cũng muốn đào tạo cái đứa con là phật tử nếu cái tâm quý vị mà có tâm gì Thì cái người mà hộ trì tham bảo đông quá Đặc biệt vô cùng Đúng không? Suy nghĩ cho thật kỹ đi Giống như lúc trước con con bé Nó ngoài đời nó cũng lỡ dại Nghiệp duyên của nó Xong nó nó gặp những đức này Con không dám về nhà Mẹ cha con già Xong về sẽ cha mẹ con tức chết nhưng Đức cho nó ở đến ngày cái gần sinh đẻ Tạo điều kiện nó sinh đẻ Cũng là sinh mệnh một con người Con người chúng ta đến với gọi đời này Mấy chục năm ngắn ngủi vậy à Mang chi cái nghiệp duyên hận thù Bực bỏ gì chứ Có những cái những đức giảng pháp Những đức cũng nói giống như nói đùa giống chỉ trích Nhưng thật sự đó là cái điểm hóa Mà ngay chỗ mặt trái cho người nhìn nhìn thấy Ai tránh được thì tránh còn nghiệp duyên mình tránh không được thì phải giết Vậy thôi Nhưng mà cái tu đừng có bỏ tu Tu hành nó mới chuyển nghiệp Không tu thì mình tiêu mà. Không tu thì tiêu luôn quý vị yeah. Nên mỗi một người phải nhận thức được Khi nhận thức được thì con đường tu mình thích Tuyệt vời Nhớ yeah. Học Pháp là gì? Là tha thứ Khoan dung tha thứ Bạn chỉ càng chăng thật sửa sai Thì người ta sẽ cho bạn cơ hội Lãng tử quấy đầu quý hơn vàng Con người Có ai mà muốn mình nhảy xuống bùn đâu Nhưng mình lỡ bước xuống bùn rồi Thì bước lên Bước xuống bùn rồi thì gửi chân bước lên Dù vô lượng kiếp quý vị tạo nghiệp đi chăng nữa Phật vẫn cho mình cơ hội Nên Phật mới dạy là quay đầu là bờ Đều có cơ hội Pháp môn tịnh độ là pháp môn Đại cứu cánh viên mãn chỉ cần chăng thật niệm Phật là cơ hội thù thoát Được thành tựu con đường giảng sanh Phải nhớ Tính nguyện phải cực kỳ mạnh nhớ Người giảng sanh Là do tính nguyện Người niệm Phật mà không giảng sanh Là tính nguyện của vấn đề Sống núi này trong núi nọ Tu pháp này nhìn pháp kia Niệm Phật còn nghĩ chưa đủ Tứ tung lang tan người này không phải tính nguyện Là không có tính nguyện làm sao niệm Phật giảng sanh Ví dụ như có những người đủ duyên đi nhập thắt Đi chỗ này chỗ kia nhập thắt Cái quan trọng quý vị là tính nguyện Chứ không phải là chạy chỗ Còn nếu vô thắt thì phải Mở cái tâm cho nó nhẹ nhàng Thì có kết quả Còn vô đó để cầu thanh tịnh tâm Bước ra thì chạy vào Bước ra chạy vào gì cả đời vì làm điều đó Không bằng thì nhập chúng Nhập cảnh nhập duyên với đại chúng Nó rèn luyện với mình Động rồi, cố gắng tu Động rồi, cố gắng tu Động chỗ này, cố gắng tu Vì nhờ cảnh xung quanh, nhờ hình thức bên ngoài Kích động mình, mình động chỗ này Mình biết à, tu Động này tu, động tu, quá động nhiều tu Cố gắng tu Nó nhờ vậy mà lâu ngày Nó không có buộc ràng được mình Vì thì đỉnh, tự động đi vào đỉnh Còn mình đi vô trong thác giống như mình vô đỉnh Vô giống như thanh tịnh tâm Bước ra chạy vào, bước ra chạy vào bước ra chịu không nổi bước ra nhức đầu thua rồi vậy là không có đúng vì có thể vô thác tu nhưng bước ra là bình thường gặp chỗ đông người bình thường hòa nhập được mọi cảnh viên vậy là tu đúng nhé tính nguyện niệm phật phải cực kỳ mạnh gây dựng cả đời không thối tập phải nhớ hàng phật tử phải nhớ dù khổ đau sự cố gì bị bỏ rơi gì tan nhà mất mạng gì cũng phải niệm phật cho tới cùng nắm chắc có phật hiệu đừng nên bỏ vì thì chúng ta tu hành nhất định có kết quả nghiệp đặng gì cũng chỉ nghiệp được nhớ nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc chúc quý vị an lạc ai vậy đạo dạ phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và